2.000 tỷ đồng xây không phép ở Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm ra quyết định cưỡng chế, yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm liên quan đến việc tổ chức thi công xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh, khi chưa có giấy phép xây dựng. Theo giới thiệu, Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh có quy mô 500 giường bệnh và tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, với tổng diện tích khoảng 2,5 ha nằm trên đường Mễ Trì, huyện Từ Liêm, gần khu đô thị Dơ Manor. Bệnh viện An Sinh Hà Nội sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu về quy mô xây dựng và nằm trong số ít các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao tại Việt Nam với chi phí thấp. Dự án được khởi công xây dựng từ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2011 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2013. Tuy nhiên, sau một thời gian khởi công, dự án rơi vào cảnh đắp chiếu, bãi đất chống được sử dụng làm bãi đỗ xe tự phát, gây bức xúc cho dư luận. Thời gian gần đây, công trình bất ngờ thi công trở lại và tiến hành triển khai hạng mục tầng hầm. Điều đáng nói, dự án tiến hành thi công khi chưa có giấy phép xây dựng. Khi thi công cũng không treo tên biển dự án theo quy định. Cụ thể ngày 24 tháng 7, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị có văn bản đề xuất xử lý vi phạm trật tự xây dựng do công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Phúc Trường Minh làm chủ đầu tư dự án bệnh viện tư nhân An Sinh tại phường Phú Đô. Ngày mùng 5 tháng 8, công ty này bị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm phạt hành chính 40 triệu đồng. Quyết định xử phạt nêu rõ: Công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Phúc Trường Minh do ông Nguyễn Ngọc Long là tổng giám đốc đã tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng, mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Đồng thời, Ủy ban nhân dân quận Nam Tử Liêm cũng giao công an quận, đội thanh tra giao thông vận tải phân công lực lượng cấm các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu và nhân công vào phạm vi công trình vi phạm. Đến ngày 26 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Nam Tử Liêm có văn bản về việc đôn đốc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh, Phúc Trường Minh. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Đô phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng đô thị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực hoạt động xây dựng công trình tại dự án bệnh viện tư nhân An Sinh. Dù các cơ quan chức năng đã phát hiện sai phạm tại công trình bệnh viện tư nhân An Sinh từ cuối tháng 7 năm 2019, nhưng theo phản ánh của người dân, đại công trường không phép này vẫn ngang nhiên thi công công khai sau các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm liên quan đến những sai phạm tại dự án này, mới đây ủy ban nhân dân quận nam từ liêm đã ra quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa tư nhân an sinh phúc trường minh do đã có hành vi vi phạm hành chính là tổ chức thi công xây dựng công trình bệnh viện an sinh khi không có giấy phép xây dựng theo đó biện pháp khắc phục hậu quả là phải thực hiện là tháo rỡ phần công trình sai phạm mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện đa khoa tư nhân an sinh phúc trường minh chi trả ngoài ra Chủ dự án phải hoàn trả toàn bộ kinh phí về việc tổ chức thực hiện cưỡng chế cho Ủy ban nhân dân phường Phú Đô, là cơ quan thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Thời gian thực hiện, theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cũng yêu cầu, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định cưỡng chế, chủ dự án phải có trách nhiệm thực hiện quyết định, nếu quá thời hạn mà chủ dự án không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.